Ngày 1 tháng 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa hơn 100 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Sau khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo. Các nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, bước đầu các cơ quan chức năng báo cáo nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật, nói bà Nguyễn Thị Giang Hương dính dáng đến pháp luật. Sau đó nhóm lừa đảo yêu cầu bà Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà. Theo thông tin ban đầu, bước đầu cơ quan điều tra xác định bà Giang Hương bị nhóm lừa đảo lấy hơn 171 tỷ đồng.